Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trên đường truyền Internet của một vụ giải cứu gia đình tái sanh. Cảm ơn Chúa, từ đầu năm 2024, chúng ta đã có sự mặc khải qua lời của Chúa dành cho chức vụ, dành cho công việc của nhà Chúa nói chung, và dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Qua điều mà Chúa nhắc nhở tôi trong cái kỳ kiên ăn cầu nguyện cuối năm 2023, bắt đầu từ những cái lời của Chúa trong bài cầu nguyện mẫu. Tôi không thích dùng cái từ là cầu nguyện chung, nhưng mà tôi thích dùng cái từ đó là bài cầu nguyện mẫu, hay là bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Và chúng ta đã đi qua bài 1, đó là lạy Cha chúng con ở trên trời. Bài 1 có nghĩa là Đức Chúa Trời là Cha. Amen. Tôi không biết những ngày qua bao nhiêu anh em chúng ta đã nghe sứ điệp này và thiết lập cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là Con và Cha, và Cha và Con. Nếu chúng ta chưa thiết lập được cái mối quan hệ này thì tôi nói em rằng việc chúng ta đi với Chúa trên đất này chỉ là hình thức của tôn giáo. Kinh nghiệm những điều gì lạ lùng, kinh nghiệm những điều rất là quyền năng mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Amen. Bài thứ hai đó là danh Cha được tôn thánh. Không có một đứa con nào mà muốn tên của cha mình bị nó phạm đến. Amen. Mà khi Kinh Thánh chữ danh có nghĩa là ngoài tên ra nói về một danh xưng, thì nói lên một sự cao trọng của một Đức Chúa Trời. Amen. Danh Cha được tôn thánh. Và tôi đã chia sẻ, tôi nói rằng là Ngài phải có một cái chỗ đứng gọi là độc tôn, độc nhất trong cuộc đời của tôi và anh em. Chúng ta đã có dành cho Chúa cái vị trí đó chưa? Đời sống ta từ những ngày qua sau khi nghe sứ điệp này đó, thì ai trong chúng ta thực sự đã sống và bày tỏ Ngài là độc tôn trên đời sống của chúng ta? Đó là chúng ta có thể sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng không tranh luận nếu điều đó không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ cái tôi của mình, chúng ta sẵn sàng từ bỏ cái sự kiêu ngạo của mình, chúng ta sẵn sàng từ bỏ sự cứng cỏi của mình, cứng lòng của mình, để Chúa được tôn thánh, tôn cao, ca ngợi trên cuộc đời của một chúng ta chưa? Và những ngày qua tôi cũng lắng nghe anh em cầu nguyện, dường như anh em chỉ có cầu nguyện là tối thứ hai vừa rồi tôi có nghe anh em cầu nguyện là nguyện xin danh Cha được tôn thánh. Và từ tối thứ hai đến hôm thứ ba, thứ tư và đến tận hôm nay, tôi nghe anh em dường như quên mất cái lời cầu nguyện này. Chúng ta dễ dàng đọc sách và học theo những điều gì của sách vở dạy chúng ta. Nhưng bao nhiêu người thực sự nghiêm túc và đánh giá rằng lời dạy dỗ của Chúa Giêsu dạy chúng ta biết cầu nguyện là rất quan trọng không? Nếu sự cầu nguyện không quan trọng, Chúa không dạy chúng ta. Cho nên Chúa nói gì, Chúa Giêsu nói gì? Khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy. Trong bài cầu nguyện mẫu của Chúa có những cái phần mà Chúa dạy, nhưng những cái câu đầu tiên, câu 9 và câu 10 là dành cho chính mình Ngài. Amen. Nhưng mà ngày nay có nhiều con cái của Chúa thì chúng ta mở miệng ra cầu nguyện là xin rồi. Xin cái gì? Xin thức ăn, xin tiền bạc. Nhưng mà chúng ta đã không thật sự thiết lập mối quan hệ giữa cha và con, và dành cái quyền ưu tiên độc tôn, độc nhất, đó là Ngài phải được tôn thánh trên cuộc đời của chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta không để Ngài tôn cao, chúng ta vẫn còn ích kỷ, chúng ta vẫn còn đố kỵ, chúng ta vẫn còn ghen ghét, chúng ta vẫn còn cay, vẫn còn đắng, vẫn còn không tha thứ, thì đời sống đó chưa nói rằng chúng ta đã nhường cái chỗ Chúa được độc tôn cho tôi nghe chị. Amen. Và một con người sống như vậy sẽ không bao giờ kinh nghiệm những ngày trời trên đất này. Và tôi khích lệ anh em hãy nghe lại bài chia sẻ lời của Chúa để giúp chúng ta hiểu rõ hơn
về tầm quan trọng của những điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta. Tôi vẫn để ý từng cái lời cầu nguyện của anh em. Đôi khi chúng ta cầu nguyện rất máy móc. Hãy tập trung vào cái điều mà Chúa Giêsu đang dạy chúng ta. Những cái lời cầu nguyện đầu tiên mà chúng ta phải dâng lên cho Chúa đó là lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha phải được tôn thánh. Nếu một anh em chúng ta sống chưa nhường nhịn nhau, vẫn còn hơn thua, thì tôi nói anh em tất cả những lời cầu nguyện chúng ta đụng cái la phong này rớt xuống, không bao giờ có thể thấu đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Dầu lời cầu nguyện đó cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Nên ta vẫn còn để cái tôi của mình, cái bản ngã của mình nó vẫn cao hơn danh của Ngài. Chúng ta vẫn còn để cái bản chất của mình, lì lợm của mình, ương ngạnh của mình, kiêu ngạo của mình, cứng lòng của mình hơn là để cho danh của Chúa Giêsu được tôn cao. Thì nên tất cả điều gì chúng ta làm nó là con số 0 rất là to trước mặt Chúa. Giăng Baptist đã từng nói một cái lời nói. Ông đã tuyên bố rằng tôi phải bị hạ xuống để cho được Ngài được dấy lên, phải không ạ? Ngài phải được dấy lên. Tôi phải bị hạ xuống. Nên nếu đời sống chúng ta không thực sự tôn cao danh của Chúa, đời sống ta sống, lời ăn, tiếng nói, cách sống của chúng ta, cách ăn ở chúng ta vẫn còn để cho dân ngoại dị nghị, dèm chê vì lối sống của chúng ta. Chúng ta học thuộc lời của Chúa, chúng ta hát, chúng ta thờ phượng, chúng ta đi nhà thờ, nhưng đời sống chúng ta không có mùi thơm về sự nhận biết của Đấng Christ. Qua đời sống ta mà dân ngoại vẫn còn dèm chê. Ồ, đạo Tin Lành hay là anh rình, người theo Tin Lành gì kỳ cục vậy? Thì anh em, nếu là vậy, Chúa Giêsu chưa là độc tôn trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Trên trước khi chúng ta đến bài số 3 là cái phần cũng rất quan trọng. Sau khi Chúa Giêsu dạy, khi có người cầu nguyện nói như vậy, đó là lạy Cha chúng con ở trên trời. Không có một người cha nào trên đất này tốt bằng Cha trên trời. Chúng ta amen điều này không? Ba tôi năm nay 96, 97 tuổi rồi. Nhưng ba tôi không còn ẵm bồng tôi được đâu. Nhưng tôi có một người cha thiên thượng còn vẫn còn ẵm bồng tôi nổi, amen. Vẫn còn chăm lo đời sống của tôi mỗi ngày. Và Ngài rất là tốt lành đối với tôi, amen. Ngài luôn luôn cho tôi những điều tốt nhất. Ngài chăm sóc tôi từng điều tốt nhất. Tôi muốn làm chứng để anh em thấy rằng là cái đây mấy ngày, cứ mỗi lần vào cái restroom của tôi thì tôi thấy không có cục xà bông á. Và nhiều lần tôi định nói với Tú rồi là con giúp bố một cục xà bông. Và trong đầu của tôi chỉ có ý tưởng là chỉ nói với Tú thôi. Nhưng mà Chúa dùng anh em đã tặng tôi 6 cục xà bông. Anh em chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tôi nói anh em là cái cách mà Cha của tôi là Đức Chúa Trời chăm sóc tôi. Và rồi khi tôi dâng một quyết định, dâng 1/10 cho Chúa, thầy Tú biết. Và tôi chuyển khoản về 1/10 cho thầy Tú. Ngày hôm sau, có người đã dâng hiến tiếp tục cho tôi. Và ngày hôm qua, tôi tiếp tục nhận sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Và số tiền nó lên gần 30 triệu. Anh em, tại sao Cha của tôi cũng là Đức Chúa Trời của anh em? Ngài chăm sóc tôi từng chút, từng chút. Còn anh em, thì sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời của tôi và Đức Chúa Trời của anh em là khác nhau chăng? Không. Chúng ta có chung một Chúa, giàu ơn cho mọi kẻ kêu xin Ngài, amen. Amen. Nhưng tại sao tôi nhận được điều đó? Bởi vì khi tôi dạy anh em, khi tôi giảng cho anh em, thì tôi phải sống. Đó là tôi phải để Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha của tôi, phải ở vị trí độc tôn. Tôi sẵn sàng bỏ qua, tôi sẵn sàng chết, tôi sẵn sàng từ bỏ
mà Chúa Giêsu không được vinh hiển. Amen. Tôi sẵn sàng phúc đó đi. Coi mình là hèn hạ, phải không ạ? Và tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời thật là tốt lành. Và sẵn tôi muốn nói anh em rằng, ngày nó có nhiều người cầu nguyện là Chúa Giêsu là cha, không đúng nha anh em. Dù rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu không phải là cha. Vì danh phận của Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Chào tôi nghe chứ, amen. Amen. Cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn, đừng có nhầm lẫn danh phận, danh hiệu. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng danh phận của Ngài là con của Đức Chúa Trời. Amen. Và trong vườn Gethsemane, hoặc trong chức vụ của Chúa Giêsu, nhiều lúc Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài thiết lập cái mối quan hệ đó là lạy cha, phải không ạ? Nếu có thể được xin cha, cất chánh đắng lời khỏi con. Amen. Nếu Ngài là cha và Ngài cầu nguyện Đức Chúa Trời là cha nữa, thì nó không có đúng với lời của Đức Chúa Trời, phải không? Tôi lặp lại, danh hiệu Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng danh phận Ngài là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để ý điều này. Đức Chúa Trời là cha. Amen. Amen không ạ? Đức Chúa Trời là cha. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói Chúa Giêsu là cha cả. Chúng ta phải biết cách để mà đến với Đức Chúa Trời. Và sáng nay ta đến bài số 3. Đó là nước cha được đến, hay còn gọi là vương quốc cha được đến. Tôi xin đọc bản hiệu đính. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến, ý cha được nên ở đất như ở trời. Anh em để ý tôi câu số 10. Sau khi Ngài dạy đó là lạy cha chúng con ở trên trời, và rồi danh cha được tôn thánh. Amen. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta gọi Ngài là cha, thì bổn phận và trách nhiệm của tôi và anh em phải tôn cao danh của cha chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta đừng sống để người ta chà đạp danh của Chúa. Vì cái đó mà trong một trong 10 điều răn có một điều mà Đức Chúa Trời đã lên tiếng cảnh cáo chúng ta, đó là ngươi không được lấy danh Chúa làm trời. Nếu đời sống của chúng ta miệng nói Chúa mà đời sống ta không có Chúa, thì chúng ta đã lấy danh Chúa làm trời. Amen. Nếu ta giảng lời của Chúa mà chúng ta không sống theo điều chúng ta giảng, thì chính tôi hoặc người nào đó giảng lời Đức Chúa Trời, chúng ta đã lấy danh Chúa làm trời. Nếu mình là một người dẫn dắt thờ phượng, cùng dẫn dắt để cho hội thánh thờ phượng Chúa, mà đời sống của chúng ta không có Chúa, không tôn cao Chúa, thì tôi và anh em đã rơi vào trường hợp đó là chúng ta đã lấy danh Chúa làm trời. Và để biết rằng chúng ta có làm lấy danh Chúa làm trời hay không, ta nhìn vào đời sống mình được phước hay không, chúng ta tìm được câu trả lời liền à. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Nếu đời sống ta không được phước, chức vụ ta không được phước, là 10-10 anh em, chúng ta đã đụng đến cái điều răn trong 10 điều răn của Già Quê. Đó là ngươi không được lấy danh Chúa làm trời. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng điều thứ nhất, đó là tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện đó là nước cha được đến. Chúng ta phải suy luận, chúng ta phải suy gẫm, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải tìm tòi bởi Thánh Linh của Chúa. Tại sao khi Chúa Giêsu đến và bắt đầu Ngài dạy cầu nguyện, và Ngài nói rằng là cái điều thứ ba đó là vương quốc cha được đến. Amen. Tại sao vậy anh em? Tại sao vậy anh em? Một anh em, chúng ta cùng nhau dở Kinh Thánh. Một sư Mặc Khải đến với tôi trong giờ tôi suy gẫm lời của Chúa hôm nay. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 23. Để anh thấy rằng là từng cái sự dạy dỗ của Chúa đều có sự khải thị một cách tuyệt vời ở đó. Đoạn 28 câu thứ 23. Tôi xin đọc lời này. Đoạn 28 là cái đoạn nói về phước lành và sự rủa xả, phải không? Phải không? À, và câu 3 nói gì anh em? Bầu trời trên đầu anh em như đồng, và đất dưới chân anh em sẽ như sắt. Anh em, hãy để điều này. Bầu trời trên đầu anh em sẽ như đồng. Nó cứng.
cựu ước thì mình không nói. Rồi dân sinh từ Malachi đến Matthew 450 năm Đức Chúa Trời yên lặng, amen. Và ta nhìn và ta tìm được câu trả lời. Tôi đã từng nói rồi, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và khi Ngài đến với dân Do Thái, Ngài khởi sự chức vụ, chúng ta nhìn thấy. Và tôi tin rằng không đợi Ngài phải khởi sự chức vụ đâu, 30 năm Ngài thầm lặng. Kinh Thánh không có nói về thời điểm đó. Kinh Thánh chỉ nói về thời thơ ấu, đó là Ngài vừa Ngài trở về và vâng lời cha mẹ phụ giúp cha của mình, vì Joseph là ba thế phần xác làm nghề thợ mộc, phải không? Và tôi tin rằng trong 30 năm yên lặng đó, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã để ý và thấy rằng dân Do Thái là tuyển dân của Ngài, là dân chọn lựa của Ngài, amen, giữa hàng muôn, hàng ngàn giống dân trên khắp cái đất này. Và Ngài chỉ chọn dân Do Thái, dân Israel làm tuyển dân của Ngài, dân thánh của Ngài, là một dân thuộc riêng về Ngài, amen. Trong cựu ước, họ đi 40 năm trong đồng vắng. Kinh Thánh kỹ thuật rằng áo họ không sờn, quyền năng không có đem, chân họ không phù lên. Đi giữa sa mạc, thời tiết rất khắc nghiệt, không bị bệnh tật gì cả, có phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn vào Malachi đến Matthew, dân Do Thái bị quỷ ám phải không ạ? Dân Do Thái bị điếc phải không ạ? Dân Do Thái bị câm phải không ạ? Dân Do Thái bị phong phải không ạ? Dân Do Thái bị rất nhiều thứ tật bệnh. Và Chúa dạy họ, cho họ biết rằng họ đã vi phạm vào luật của Môi-se. Họ đã chống lại Đức Chúa Trời, cho nên bầu trời trên đầu họ cứng như đồng phải không ạ? Có là gì? Không có mưa gì cả. Nếu ta đọc câu 4 chúng ta thấy gì? Thay vì mưa trên đất anh em, Đức Chúa Trời sẽ khiến cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Chúng ta thấy trong cửa không? Có những lần quân thù nghịch vây hãm họ, nhiều nước đồng minh giống như đạo quân của Josaphat hay là Israel, nhưng mà tất cả Đức Chúa Trời đều giải vây cho họ và Ngài đem ra sự chiến thắng, và danh của Ngài là Yahweh Nissi, phải không ạ? Chúng ta thấy gì không? Họ đã làm nô lệ khi Chúa Giêsu đến. Họ đã làm nô lệ cho đế quốc La Mã, phải không ạ? Khốn khổ như ách nô lệ của đế quốc La Mã. Và Chúa Giêsu đến, Ngài mặc khải tôi sắm nay rằng là khi chúng tôi cầu nguyện, Hãy nói như vậy lại cha chúng con trên trời, danh cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến, amen. Bởi vì Chúa muốn thay đổi số phận của họ, amen. Amen. Dù họ lúc bấy giờ họ là dân Do Thái, nhưng dưới ách cai trị của đế quốc La Mã. Nhưng nếu vương quốc cha được đến thì cuộc đời của họ sẽ được giải thoát, amen. Amen. Dù họ ở trong đế quốc La Mã, nhưng họ sẽ chiến thắng bệnh tật, họ kinh nghiệm được sự giải cứu, họ kinh nghiệm được sự nuôi nấng, họ kinh nghiệm được sự tự do thật mà Chúa Giêsu giải thoát họ ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Cho tôi nghe chị, amen. Hôm nay cũng vậy anh em, chúng ta trở lại, đó là tại sao Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện này, vương quốc cha được đến. Đối với tôi điều này rất là quan trọng anh em, quan trọng vô cùng. Vương quốc của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Bao nhiêu người thừa nhận điều này? Anh đừng để chúng ta đi theo Chúa mà ta không kinh nghiệm vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ý thức bắt đầu từ giờ phút này, đó là chúng ta thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Amen. Cho tôi nghe chị, amen. Luca đoạn 17 câu 21, lời của Chúa phán như thế này: người ta sẽ không nói kìa nó, xin lỗi, không, Luca lời của Chúa có phán với chúng ta rằng là: hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì cha các ngươi đã vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các ngươi. Amen. Amen. Lời của Chúa phán như vậy. Của Đức Chúa Trời là cha, Ngài sẵn lòng ban vương quốc của Ngài cho tôi nghe chưa, amen, cho anh em rồi. Trên khi Chúa Giêsu bước vào trần gian, Ngài dạy con dân của Chúa là người Do Thái cho tôi nghe chưa, amen, là đoàn dân đông đi theo Ngài. Và hôm nay tôi và anh em đi theo Ngài, chúng ta là người Việt Nam, sống trong đất nước Việt Nam, nhưng về mặt tâm linh chúng ta thuộc về vương quốc của nước
Chúa Trời. Cho nên tôi nói với em một điều, một câu nói của tôi từ cái ngày tôi đi công tác xa, từ 2008 đến giờ, một câu nói của tôi: ở đâu không quan trọng, ở Mỹ cũng không quan trọng, Thái Lan cũng không quan trọng, Hàn Quốc cũng không quan trọng, Nhật Bản cũng không quan trọng, Pháp cũng không quan trọng, châu Âu hay là bất cứ một cái nước nào đó cũng không quan trọng đối với tôi. Quan trọng là Đức Chúa Trời có ở với chúng ta hay không, amen. Cho tôi nghe chữ amen. Tôi đã thấy có nhiều người họ sợ khổ tại Việt Nam này, họ bỏ xứ họ đi bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng họ vẫn khổ và hoàn khổ bởi vì Đức Chúa Trời không ở với họ. Tôi đã thấy rồi. Và đối với tôi, vương quốc của Đức Chúa Trời cực kỳ quan trọng, amen. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện nước cha được đến, thì làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm những ngày trời trên đất này? Chúng ta nghe chứ, amen. Làm sao tôi và anh kinh nghiệm được những ngày trời trên đất này? Vương quốc của cha nó không đến từ dưới đất này, mà đến từ trên trời. Cho tôi nghe chứ, amen. Đến từ trên cao, nó đến từ trên trời, amen. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có vương quốc đó. Tôi và em sẽ không bao giờ có vương quốc này. Cho nên điều của tôi, khi Chúa Giêsu dạy, điều này trở nên rất là quan trọng. Và chúng ta tìm thấy vương quốc Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào. Vì Chúa Giêsu từ trời mà đến. Cho tôi nghe chứ, amen. Ngài là Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chứ, amen. Và chúng ta nhìn thấy, khi Ngài nhìn thấy đoàn chân đông không hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời, dù họ là tiễn dân, Ngài nói rất nhiều con cái của Chúa tin Chúa nhiều năm rồi, nhưng chưa một lần nếm được vương quốc của nước Đức Chúa Trời trong đời sống của chính mình. Họ có thể đi nhà thờ, họ có thể phục vụ Chúa, họ có thể dâng hiến, nhưng thật sự thật rất là đau lòng. Ta cứ nhìn vào đời sống của mình đi. Nếu một người có vương quốc Đức Chúa Trời, người đó sẽ đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Người đó sẽ đi từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Cho tôi nghe chữ amen. Amen. Người đó sẽ kinh nghiệm Chúa ngày này qua ngày nọ. Người đó sẽ kinh nghiệm về tinh lành quyền năng, về phúc âm quyền năng. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em đừng đi với Chúa mà cuộc đời chúng ta vẫn ba chìm bảy nổi, sáu lên đền. Ở trong nhà của Chúa, tôi vẫn thấy có những anh em chưa kinh nghiệm được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Đời sống vẫn còn khổ, nhìn là thấy khổ. Nhìn vào gương mặt của chúng ta thì không có cái sự sáng của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta chưa tỏ ra, hay là chưa bày tỏ sự nhiệm của vương quốc. Amen. Amen. Tôi lặp lại, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sống đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Nhưng về mặt tâm linh, tôi và anh em thuộc về công dân của thiên quốc. Cho tôi nghe chữ amen. Và khi Chúa Giêsu Ngài khởi sự chức vụ giảng, thì Kinh Thánh Chúa nói gì ạ? Kinh Thánh Chúa nói gì anh em? Kinh Thánh Chúa nói gì? Đó là Ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ amen. Ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 3-25, tôi sẽ đọc câu này cho anh em thấy này. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời nha. Chứ không phải giảng tin lành của đạo tin lành. Anh biết rằng ngày hôm nay cũng có nhiều người giảng tin lành, nhưng họ giảng tin lành của giáo phái tin lành, của hệ phái tin lành. Đó là họ giảng tin lành về một Chúa Giêsu chịu chết đền tội nhân loại, nhưng họ không dám giảng về một Chúa Giêsu là đấng vẫn còn chữa lành, vẫn còn làm phép lạ. Cho tôi nghe chứ amen. Họ nói rằng thời kỳ phép lạ đã chấm dứt rồi. Tôi đi theo dấu chân của Chúa Giêsu, người ở Nazareth là cứu Chúa của tôi, là thầy của tôi. Ngài giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời và gì? Và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Cho tôi nghe chữ amen. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria
Siri, người ta bàn đến cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bãi xôi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê, xứ Đê-ca-bô-rơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Anh các thầy tế lễ, họ đọc kinh luật, họ đọc kinh Mô-xê, nhưng họ không giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh em, Chúa Giê-xu đã giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Để gì? Bày tỏ vương quốc của Cha. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Anh em, một con người sống trong vương quốc của Cha, người đó, vì vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của sự bình an. Vương quốc không cần bóng đèn điện này. Đến mức vương quốc đó không cần ánh sáng của mặt trời nữa, không còn cần ánh sáng của mặt trăng nữa. Nếu ta đọc Khải Huyền đoạn 21-22, chúng ta thấy gì? Ban đêm hay là buổi tối không còn nữa. Amen. 24 giờ của 24 giờ là sự sáng vinh hiển chói lòi của chiên con đã bị giết vì cớ tội lỗi chúng ta làm. Chúa có thể Giê-xu. Amen. Vương quốc không có bóng dáng của tội lỗi. Một người mà làm theo lời của Đức Chúa Trời cầu nguyện, xin nước Cha được đến với tấm lòng của con. Xin nước Cha được đến với cuộc đời của con. Vì lời của Chúa nói gì ạ? Chúng ta đến với Luca đoạn thứ 17 câu 21 đó. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến. Ngài đáp vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Bởi vì người Pha-ri-si họ muốn thấy vương quốc Đức Chúa Trời như thấy những tòa nhà này này này. À, nhưng Đức Chúa Trời qua chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài muốn nói rằng với người Pha-ri-si là những người đại diện cho linh tôn giáo. Và Chúa Giê-xu trả lời gì? Ngài đáp vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Không mốt, người ta sẽ không nói kìa nó ở đây hay ở đó. Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Ở trong các người. Hay là ở trong lòng các người. Chúa muốn nói đó là mỗi một chúng ta cảm nhận được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, nếu một con người đi với Chúa rồi mà trong lòng của họ chúng ta vẫn còn canh cánh sống sợ hãi, lo âu, buồn chán, thất vọng, cay đắng, buồn tủi, mệt mỏi, và chúng ta vẫn sống với những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta, thì tôi khẳng định với anh em rằng người đó chưa cảm nhận được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Phi-rơ là một người dốt không? Phi-rơ là một người đánh cá. Và chúng ta biết vương quốc Đức Chúa Trời trọn Tân Ước thì nói đến, nhắc đến 92 lần chữ vương quốc nước Đức Chúa Trời hay là nước Đức Chúa Trời. Riêng các sách Phúc Âm thì đến 58 lần. Và nếu ta đọc, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu khi Ngài còn sống, Ngài đã nói rất nhiều về vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Và sau khi Ngài chết, Ngài sống lại, trước khi Ngài thăng thiên về trời, Công vụ đoạn 1, Ngài ở với dân sự, Ngài ở với 12 môn đệ của Ngài. Xin lỗi, Ngài ở với 11 môn đệ của Ngài. Ngài dạy gì? Ngài vẫn còn ở lại trong 40 ngày đó, Ngài dạy họ về những điều thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Anh em, chúng ta hãy cầu nguyện để nước Cha được đến. Khi một người chuẩn bị đi Mỹ định cư, khi một người chuẩn bị đi châu Âu định cư, tôi tin rằng người đó, gia đình người đó sẽ bắt đầu học những điều để thích ứng với văn hóa ở tại châu Âu hay là ở Mỹ, phải không ạ? Có đúng như vậy không em? Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, bao nhiêu người chúng ta ý thức rằng mình thuộc về vương quốc của nước Chúa Trời? Tôi xin hỏi, bao nhiêu người ý thức? Thế thì anh em, đừng thấy người ta giơ tay để bắt chước cũng giơ tay. Nhưng hãy nghe điều này nè. Thế thì chúng ta có chuẩn bị gì để chúng ta sống thích ứng với vương quốc của nước Chúa Trời ngay trên đất này? Cho tôi nghe chưa amen? Lời ăn tiếng nói của chúng ta đã thích ứng chưa? Cách sống của chúng ta đã thích ứng chưa? Hành vi của chúng ta đã thích ứng chưa? Tư cách, tác phong của chúng ta đã thích ứng với vương quốc của nước Chúa Trời chưa?
hay chúng ta vẫn ăn gian thị dối, chúng ta vẫn lanh quanh, chúng ta vẫn lừa dối, lừa đảo, lường gạt và tiếp tục sống bày tỏ cái bản chất xấu xa chưa từng thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Anh em, tôi xin hỏi lại, bao nhiêu người chúng ta thật sự nghiêm túc và nhận thức rằng chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng ta đã chuẩn bị, amen, bằng cách là thay đổi cách ăn nếp ở của chúng ta ngay trên đất này, hallelujah, để cho người khác biết rằng chúng ta đang sống ở vương quốc của Đức Chúa Trời. Có phải không? Và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu dạy khi các người cầu nguyện hãy nói như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến. Bởi vì Ngài nhìn thấy dân Do Thái khổ quá, bất hạnh quá, họ đói nè, họ khổ nè, họ sống một sự rủa xả nè, họ sống một sự bất hạnh nè. Và ta biết cái phước lành đầu tiên trong bài giảng trên núi của Chúa, bài giảng về tám phước lành đó, thì cái phước lành đầu tiên là gì chúng ta biết không? Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng, amen, amen, hay là vương quốc thiên đàng thuộc những con người đó. Phước lành đầu tiên. Anh em, ngày hôm nay người giàu, giàu cỡ nào đi nữa cũng có những cái khổ trong cuộc đời của họ. Tôi khẳng định với anh điều đó. Đừng nói là người nghèo mới khổ, có phải không? Có bộ phim cái gì, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc, có phải không ạ? Người có tri thức cũng khóc, cái cậu bé bán vé số cũng khóc, người ăn xin cũng khóc, người dư dật bàn ăn, đồ ăn vẫn khóc vì những điều bất hạnh mà do tội lỗi đã gây ra. Trên Chúa Giêsu dạy, Ngài có mục đích của Ngài. Ngài muốn nói với họ, tại sao các ngươi là dân sự của ta mà bầu trời trên đầu các ngươi như đồng, đất dưới chân các ngươi như sắt. Nói về nghĩa đen, trời không mưa, đất chai đá, làm gì mà mùa màng có kết quả, đúng không? Đúng không? Nghĩa thuộc linh. Trời là nói về vương quốc của Ngài, cho tôi nghe chưa? Amen. Amen. Cửa trời, amen. Đất nói về tấm lòng của tôi và anh em. Cửa trời không mở ra, phước đâu đổ xuống trên cuộc đời tôi và anh em. Cho tôi nghe chưa? Amen. Cho tôi nghe chưa? Amen. Tấm lòng của chúng ta sỏi đá, cứng cỏi. Vì cái đó mà Chúa Giêsu khi Ngài giảng, Ngài nói về nước trời gì? Nước thiên đàng giống như người gieo giống đi ra, gieo giống trên ruộng mình, có hạt giống rơi trên đường đi, phải không? Chim đến ăn lấy. Có những nghe lời Chúa, nghe ở trong phòng nhóm này, một phút sau bay mất. Chim đó là Satan, ma quỷ đến cướp lấy cái lời của Đức Chúa Trời trong con người đó. Mảnh đất mà không có hạt giống thì mảnh đất là mảnh đất, không có cây nào mọc lên đó, cho tôi nghe chứ, amen. Có đúng như vậy không? Rồi có người là lớp đất đá sỏi, cứng cỏi, không chịu thay đổi. Thấy vui vui đó rồi buồn đó, thấy vui vui đó rồi đau đớn đó, thấy vui vui đó rồi thất bại đó. Mặt trời mọc lên, nó héo liền, bởi vì Kinh Thánh kỹ thuật rằng hạt giống đó nó nảy mầm nhưng chưa có rễ. Đời sống người đó chưa bám vào lời của Đức Chúa Trời. Cho nên khi gặp cám dỗ, khi gặp nan đề, chúng ta biết ngay là mình thuộc về vương quốc, ai không thuộc về vương quốc liền, đúng không? Hiểu ngay, hiểu liền. Miếng đất thứ ba là đất trong gai. Lòng đầy dẫy sự lo lắng về đời này, ăn gì, uống gì. Có nhiều người chỉ tập trung vào ăn uống ở đây mà không bao giờ biết rằng mình thuộc về vương quốc của nước Chúa Trời.
Có những người một ngày dỡ cái tủ đá không biết bao nhiêu lần đập đá. Chỉ là sống bằng cái đó thôi. Vương quốc Đức Chúa Trời làm sao xuất hiện được? Trong gai, cái cây chúng ta, bao nhiêu người đã thấy được cái cây nó ở những bụi gai và nó ẹo ụt nè. Nó không lớn nổi. Vì nó bị gai bao trùm nó rồi. Không lớn nổi. Đời sống của tôi và anh cũng vậy. Và cái thánh Chúa nói gì? Có một hạt giống duy nhất rơi vào mảnh đất tốt và có kết quả. Amen. Amen. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của những kết quả. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Vương quốc của những điều kết quả. Chúa nói gì? Ngài sẽ lấy vương quốc Đức Chúa Trời mà cho người khác, là những người có kết quả cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Amen. Nếu ta đi với Chúa mà không có một kết quả nào cả, không có một cái kết quả nào cả, suốt vẫn là vậy. Từ năm này nào qua năm kia vẫn là một con người như vậy, không chút nhích, không thay đổi gì cả. Thì anh em, làm sao chúng ta nói mình thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời? Chúng ta rơi vào ba loại đất còn lại. Một là đường đi, hai là đá sỏi, ba là chúng ta rớt vào trong gai eo và không tăng trưởng được. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, thế thì chúng ta rõ ràng Chúa Giêsu, Ngài có chủ đích của Ngài. Ngài có chủ đích của Ngài. Khi Ngài dạy tôi và đem cầu nguyện, nước cha hay là vương quốc cha được đến trong tâm lòng của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Vương quốc cha được đến trong chức vụ của chúng ta. Vương quốc cha được đến trong gia đình của chúng ta. Vương quốc cha được đến trên hôn nhân của chúng ta. Vương quốc cha được đến trên cộng đồng của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Vương quốc cha được đến trên con cái của chúng ta. Và trước nhất, đó là lòng của tôi và anh em, tấm lòng của tôi và anh em phải cảm nhận được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Đến mức Kinh Thánh trong hiệu nói gì? Không còn nước mắt nữa. Không còn nước mắt nữa. Đó là không còn những điều bất hạnh xảy ra cho cuộc đời của chúng ta nữa. Amen. Amen. Chúng ta không nghiện lại với bất cứ một hình thức nào. Trong máu chúng ta không còn có virus bóng bánh nữa. Amen. Chúng ta không bao giờ nghiện để cai lần thứ hai. Chúng ta không bao giờ té ngã lại với những điều mà chúng ta đã từng gớm ghiếc nó và ghê tởm nó. Cho tôi nghe chữ amen. Bây giờ chúng ta đến điều thứ hai. Vương quốc Đức Chúa Trời đến khi nào? Chúa Giêsu dạy các ngươi cầu nguyện nói như vậy, vâng vâng vâng. Vương quốc cha được đến. Anh em có phải bởi một lời cầu nguyện như vậy mà vương quốc Đức Chúa Trời được đến liền phải không? Có phải như vậy không? Không. Không. Thế thì làm sao để vương quốc Đức Chúa Trời được đến với anh à? Làm sao vương quốc Đức Chúa Trời là cha của tôi và anh em đến với cá nhân của mỗi một chúng ta và những người đang theo dõi sự điệp này, em? Làm thế nào? Điều đầu tiên phải là điều số 1. Không phải là người theo đạo tin lành là có vương quốc của Đức Chúa Trời đâu. Dù cha vui lòng ban vương quốc của Ngài cho chúng ta, cho tôi nghe chữ amen. Nhưng Ngài nhớ một điều. Đôi khi có những người đã làm hồ sơ định cư rồi đó, nhưng lên phỏng vấn rớt. Có đúng không? Có đúng không? Anh em hiểu tôi dùng ví dụ này không? Anh em đã được có hồ sơ, vương quốc Đức Chúa Trời được ban cho mình. Nhưng hãy cẩn thận khi phỏng vấn rớt. Anh em đi tôi nói không? Vương quốc Đức Chúa Trời được sẵn sàng ban cho Tuấn Anh. Nhưng hãy cẩn thận có chừng phỏng vấn rớt. Phỏng vấn bằng cách nào vậy? Có những sự cám dỗ xảy ra. Cho tôi nghe chị amen. Có những sự thử thách xảy ra. Và cám dỗ nó thuộc về vương quốc tối tăm. Bây giờ bao nhiêu người nói rằng mình thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời nào? Hãy nhớ ta đứng này. Sự cám dỗ đến nó thuộc về vương quốc tối tăm. Tôi có nghe là lần chứng của Nghĩa. Có phải không? Phải không? À, vương quốc Satan nó đến nó cám dỗ chúng ta nào là tình dục,
nào là tiền bạc, nào là quyền lực, nào là văn hóa phẩm đồ trụy, là những nào là những thước phim khiêu dâm, nào là sự kiêu ngạo. Lúc đó chúng ta sẽ như thế nào đây? Nếu ai đó cho chúng ta ngã một trong những điều tôi vừa nói, thì anh em, chúng ta đã tự đổi vương quốc của cha ban cho mình để bước vào và sống với vương quốc của sự tăm tối. Anh em hiểu điều tôi nói không vậy? Anh em hiểu điều tôi nói không vậy? Anh em hiểu điều tôi nói không vậy? Cho nên điều kiện đầu tiên để cái lời cầu nguyện đó là nước cha được đến với cuộc đời của con, vương quốc cha được đến với cuộc đời của con, vương quốc của sự sáng láng, vương quốc của sự vinh hiển, vương quốc của sự thánh khiết, vương quốc của quyền năng, vương quốc của sự sức giàu, vương quốc của điều lạ lùng đến với con. Thì chúng ta phải được tái sanh. Giăng đoạn 3, câu 3 đến câu 5 tôi xin đọc những câu thánh này. Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Anh em thấy không? Một con người không được tái sanh, Kinh Thánh kỹ thuật rằng không thấy phạt. Giúp anh em này nha mấy con. Anh em, bao nhiêu người muốn thấy vương quốc nước Chúa Trời trong chính cuộc đời của mình? Thì không còn cách nào, chúng ta phải được tái sanh. Chúng ta phải được sanh lại. Đừng đi với Chúa mà vẫn đội chiên đội, xin lỗi, dê đội lót cừu. Người Việt Nam có một câu gì? Đi với thầy tu thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo. Vậy đừng. Con tắc kè là một con, nó đổi cái màu da của nó đó. Rất là kinh khủng anh em, nó đổi ghê lắm. Nó sống với một cây màu đen, nó sẽ đổi thành cái da của nó màu đen. Nó sống với một cây màu nâu, nó đổi cái thân hình của nó đó thành màu nâu. Nhưng anh biết gì không? Anh em thử bỏ nó vào một cái ô trắng đen đỏ xanh nữa, đố mà nó đổi được. Nó chết liền luôn. Nó không đổi được. Anh em, chúng ta đổi lia lịa. Chúng ta thay đổi lia lịa. Đi vào phòng nhóm hát nhạc thánh. Ra sao chuồng gà thì hút thuốc. Thấy đổi chưa? Mình thấy mình đổi không? Mình thấy mình đổi không? Ở trong phòng nhóm mình thờ phượng. Về nhà thì mình làm những cái điều mà chỉ có Chúa biết mà thôi. Chúng ta thấy mình đổi không? Anh em, chúng ta là công dân của thiên quốc, chúng ta không phải là con tắc kè nè. Chúng ta không thể nào đổi để sống thích ứng. Tôi sống với người đuối, tôi phải giống như người yếu đuối. Phải hiểu câu Phaolô nói: tôi sống với người yếu đuối như người yếu đuối, tôi sống với người không có luật pháp như người không có luật pháp, ít nữa để cứu một vài người. Amen. Chứ không phải ông sống với người yếu đuối và ông giống như người yếu đuối để rồi ông mất linh hồn của ông. Cho tôi nghe chị. Amen. Anh em, ngày có nhiều người sống như một con tắc kè. À, chúng ta ở trong phòng nhóm chúng ta rất là dễ thương. Có Giê-xu ngài đến, Sa-tan buồn chán sau đó vấn vương. Nhưng ra ngoài chúng ta thích vấn vương. Rõ ràng chúng ta biết chúng ta hút thuốc là chúng ta sẽ rơi vào cái điều tâm linh của mình, nó giả dối với Chúa. Và chúng ta vẫn bước càng vậy đó. Và chúng ta bị mắc vào cái bẫy giò đó. Và chúng ta bắt đầu bị cuốn hút những cái dây bẫy giò của tội lỗi, của tình ái, của tiền bạc, của sự kiêu hãnh của đời này, đủ thứ mọi cái. Và chúng ta vẫn bước, ta vẫn biết rằng nó sai, nhưng chúng ta vẫn bước, chúng ta đổi như con tắc kè vậy đó. Anh em, Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng nếu ngươi không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Cấp độ thứ hai anh em này, cấp độ câu thứ hai này, câu số 5: quả thật ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh hà sanh lại đó thì không được. Câu số 5: không được.
vào nước Đức Chúa Trời. Ở đây mà nghe điều này. Đức Chúa Trời là Cha đã vui lòng ban nước thiên đàng cho Tiến, ban nước thiên đàng cho Bình, ban nước thiên đàng cho Anh Hà, ban nước thiên đàng cho A Minh, ban nước thiên đàng cho tất cả những người theo Chúa Giêsu cách thật lòng. Nhưng không phải nói ban là ai muốn vào là vào đâu nha. Có đúng như vậy không? Như khi nãy tôi dùng ví dụ, có những người có hồ sơ rồi, hồ sơ rất là nhanh chóng, mọi cái rất là thuận lợi, nhưng khi ra phỏng vấn rớt. Có phải không? Có phải không? À, anh em thấy đôi khi có những người Chúa ban nước thiên đàng chúng ta, những người đó không đủ tư cách để bước vào. Và tư cách thứ nhất, điều kiện ắt có và đủ để chúng ta thấy được nước thiên đàng trên đất này, và chúng ta được bước vào vương quốc đó, chúng ta sống ngay trên đất này. Amen. Đó là tôi và anh em phải được sanh lại, hay là tái sanh. Amen. Tâm linh của chúng ta được sanh lại. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể sống giả dối được nữa. Chúng ta không thể nào sống lừa dối người khác được nữa. Chúng ta không thể sống mà còn làm những điều vụng trộm được nữa. Cho tôi nghe chữ Amen. Chúng ta không thể sống nếu thiếu Ngài được nữa. Amen. Amen. Chúng ta không thể sống mà không đọc Kinh Thánh được. Chúng ta không thể sống mà không thờ phượng Đức Chúa Trời được. Amen. Chúng ta không thể sống mà không có sự cầu nguyện được. Amen. Chúng ta không thể sống mà không kính sợ Đức Chúa Trời được. Một người thật sự thấy và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì người đó phải đáp ứng điều kiện thứ nhất, đó là phải được sanh lại. Amen. Tôi thấy rất là vô số người đi nhà thờ nhưng chưa được sanh lại. Câu tôi nhìn được 5 câu 7 nói gì? Vậy nếu ai ở trong đó thì nói là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi này, mọi sự đều trở nên mới. Bao nhiêu người thấy rằng những sự cũ trong mình đã qua đi rồi, và những điều đó trở nên mới rồi nè. Hay là chúng ta thấy nó, mình sao mình cũng lanh quanh quá vậy nè. Sao mình cũng ở trong nhà Chúa, mình đánh võng quá vậy nè. Mình đánh võng, mình luồn lách, mình sống không chân thật. Thì biểu hiện đó cho ta biết rằng chúng ta đã không được tái sanh. Và sau đây Chúa nói với tôi rất mạnh, một con người đi với Chúa, nếu mình nói mình theo tin lành mà mình chưa từng thấy nước Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình, và người khác không thấy nước Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình, vợ con của chúng ta không thấy được nước Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình, vương quốc Cha không ở trong cuộc đời của chúng ta, và chính chúng ta là người đi theo Chúa, học lời Chúa, mà chúng ta chưa thực sự sống trong vương quốc, thì tôi khẳng định rằng anh em chưa được tái sanh. Vì lời của Chúa nói, câu số 5 tôi đọc lại. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Không được vào vương quốc của Chúa. Chúng ta bị bỏ lại bên ngoài. Như vậy nó khổ lắm anh em. Chúng ta tiếp tục sống khổ à? Trước khi ta chưa tin Chúa, chúng ta đã khổ rồi. Và gia đình nghe họ gửi vào một vụ giải cứu là của Chúa Giêsu. Cho nên mừng lắm. Nhưng gửi vào rồi, con cái chúng ta, vợ con chúng ta vẫn thấy chúng ta vẫn mang họ vũ vũ như cẩn, là vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Thế thì chúng ta sẽ trả lời làm sao đây này? Điều kiện thứ hai, đó là không nói suông. Một người sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có nói suông, nhưng phải có kết quả. Lời của Chúa trong câu tôi nhất đoạn 4 câu 18 câu 20: có mấy kẻ lên mình kêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa, nhưng nếu Chúa khứng cho thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kêu ngạo đó bèn là năng lực có thể nào. Anh em thấy không? Năng lực đó là gì? Cái kết quả họ làm việc. Amen. Amen. Chúng ta hỏi có năng lực làm việc không? Có nhiều người không thích làm, thích ăn không à? Có không nè? Có nhiều người họ nói hay lắm. Họ nói hay như người Pharisee vậy đó. Họ nói hay lắm, nhưng mà ta để ý cái đời sống họ chẳng có cái gì kết quả cả, phải không? Có phải không anh em? Có phải không anh em? Anh em, Sứ đồ Phaolô nói gì? Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó. Có những người tôi đã học về Chúa hơn 30 năm nay rồi anh em. Tôi thấy có nhiều người nói hay lắm, nhưng mà cái năng lực họ làm việc chẳng có chút nào cả. Họ nói một đường họ làm một nẻo.
Họ nói, họ giảng một đường, họ sống một nẻo. Và câu 20 nói gì? Nên anh em dở Kinh Thánh, hãy đọc tôi cùng tôi với câu 20. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Hay là bản Kinh Thánh tiếng Anh gọi là quyền năng, power. Một người ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, người đó có quyền năng của vương quốc nước Đức Chúa Trời cho tôi nghe. Amen. Quyền năng trong lời nói, quyền năng trong cách sống, quyền năng trong đời sống hàng ngày của họ. Amen. Nếu người nói là mình có nước Đức Chúa Trời mà chưa từng giảng và kinh nghiệm phép là sự chữa lành, sự giải cứu xảy ra, thì làm sao có thể nói rằng chúng ta thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời? Cho tôi nghe chữ Amen. Hallelujah. Anh em yêu dấu của tôi, chúng ta xem là những ngày qua chúng ta nói suông phải không? Anh em, tôi không muốn chúng ta là người nói giỏi. Tôi không muốn tôi là một người nói giỏi. Tôi không có cái ơn đó đâu. Vì trước đây tôi là một người cà lăm, tôi nói nhiều lần tôi cắn lưỡi và nhiều lần tôi làm chứng với anh em rồi. Và tôi nói với Chúa rằng con không thể nói được vì con cắn lưỡi đau lắm Chúa. Và tôi nói cà lăm. Và tôi đã cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa dùng con, xin giải cứu con ra khỏi cái tật cà lăm và giải cứu con ra khỏi cái việc cắn lưỡi trong lúc con nói. Và Chúa đã làm. Amen. Đó là một trong những cái quyền năng của Chúa làm cho chính cuộc đời của tôi. Không những thế thôi, mà chức vụ của tôi riêng về một cuộc giải cứu này 28 năm. Tôi kinh nghiệm nhiều điều phải không ạ? Như Chủ nhật vừa rồi, khi tôi giảng về chân cha được tôn thành, sau bài giảng, có một số con Chúa đến nhờ tôi cầu nguyện, và có người đã không chịu nổi sứ điệp đó. Bởi họ thấy đời sống của họ bất khiết. Họ thấy đời sống của họ yếu đuối. Họ thấy đời sống của họ sống giả dối với Chúa. Họ đến nói thẳng với tôi, mục sư cầu nguyện cho con, vì con đã như thế này, con đã như thế kia. Anh em, chúng ta coi thử mình đáp ứng điều kiện thứ nhất chưa là tái sanh. Mình đã nhờ Thánh Linh, và nước là quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Nước là hình ảnh của bắp tên bằng nước nữa. Có nhiều em đã bắp tên bằng nước rồi, nhưng vẫn sống nhăn răng, chưa chết con người cũ của mình. Chúng ta đáp ứng điều kiện thứ hai chưa? Đức Thiên Đàng không phải bởi lời nói, amen, nhưng bởi quyền năng, bởi năng lực của sự phục vụ Chúa cho tôi các chị. Amen. Không phải là biến nhát, không phải nói mới làm, nhưng mà người đó làm không cần phải nói. Amen. Hallelujah. Người đó không cần phải nhắc mà người đó vẫn đọc Kinh Thánh. Hallelujah. Người đó không cần phải nhắc mà người đó phải cầu nguyện, phải kiêng ăn, phải tìm kiếm Chúa cho chính đời sống của chính mình. Và bây giờ đến điều thứ ba, điều kiện thứ ba để chúng ta thật sự kinh nghiệm được nước Đức Chúa Trời đến với cuộc đời của mình, ta được bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, ta được thấy vương quốc Đức Chúa Trời là sự thực hữu chứ không phải là một điều giả dối. Vương quốc Đức Chúa Trời là có thật, không phải như niết bàn đâu nè, nó mơ hồ lắm. Amen. Anh em, điều thứ ba đó là đời sống không phạm tội. Những câu Kinh Thánh sau đây tôi xin đọc, câu thứ nhất đoạn 6 câu 9 câu 11. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Anh em để ý nha. Những kẻ không công bình, bản thân Việt ngữ của chúng ta có dịch một cái từ mà nó không có rõ nghĩa, làm chúng ta không có đúng. Vừa rồi tôi có nghe anh em nói chuyện về cái lời học tĩnh nguyện vừa rồi đó, công bình và không công bình đó. Anh em, trong tiếng Anh thì có hai từ rất rõ, đó là công bình hay là công bằng. Còn một từ nữa là công chính. À, công chính thì chỉ có Chúa Giêsu qua huyết của Ngài, amen. Và Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính, là một người chưa từng phạm tội, amen. Amen không ạ? Còn chữ công bằng, công bình, đó là chúng ta sống một cái đời sống, à, tôi đối với người này như thế này thì người này phải đối lại với tôi, đó là sự công bằng. Anh em hiểu điều từ đó không? Thì khi mà chúng ta đụng đến cái chữ công bằng, hãy tra bản hiệu đính, hãy trai bản những bản dịch khác 2020 hoặc là 2016 của sư Đặng Ngọc Báo để ta biết cái chữ công bình và công bằng, hay là công chính và công bằng, công bình nó khác nhau. Amen. Và đây,
anh em há chẳng biết những kẻ không công bình là công chính, không công chính chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Phaolô đang nói cho hội thánh Côrintô, hội thánh đầy sự lộn xộn, hội thánh mà con lấy vợ của cha, cha lấy vợ của con, hội thánh dâm loạn, hội thánh loạn luân, hội thánh lộn xộn, hội thánh không có tình yêu thương. Và Phaolô gửi cái bức thư này, và nếu như vậy, nếu cha lấy vợ con lấy vợ của cha, thì đó là hành động không công chính. Cho tôi nghe chứ, amen. Amen. Có nghĩa là người đó đã phạm cái tội rất kinh khiếp trước mặt Đức Chúa Trời. Không công chính, không có chính trực. Amen. Không có thẳng thắn. Công chính còn có nghĩa nữa là không quanh quẹo, không giả dối. Đúng không? Chúng ta coi thử là những ngày qua mình, từng việc làm của mình, khi tôi có mặt hay khi tôi không có mặt, khi thầy Tú có mặt hay không có mặt, khi có một nhân sự nào ở đây cả, mà chúng ta vẫn sống công chính. Amen. Có là không sống trước mặt người hướng dẫn mình sống tốt, mà không có người hướng dẫn thì bắt đầu mình xem thường tất cả những người ở trong buồng của mình. Và nếu như vậy, cái bản chất tội lỗi nó vẫn còn cai trị trong mỗi một chúng ta. Như vậy là không công chính. Mà nếu là không công chính thì Kinh Thánh quả quyết rằng chẳng bao giờ, tôi xin anh em nhìn vào Kinh Thánh quyền và đọc trong câu này, chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Anh em, cha hỡi bà nhỏ đừng sợ, vì cha các ngươi vui lòng ban nước thiên đàng cho các ngươi, đúng không ạ? Hay là ban vương quốc Đức Chúa Trời cho các ngươi, phải không ạ? Nhưng mà rõ ràng Kinh Thánh Chúa nói gì? Nếu chúng ta được ban rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục sống không công chính thì chẳng bao giờ chúng ta được hưởng, phải không ạ? Giống như người có hồ sơ đi Mỹ, hồ sơ đầy đủ, chỉ có phỏng vấn thôi. Phỏng vấn rất tức không anh em? Tức không? Tức vô cùng tức luôn, phải không ạ? Tức lắm á. Thì có một cái đó, cha ban vương quốc của Đức Chúa Trời cho chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không thật sự một ngày chúng ta sống hưởng được nước Đức Chúa Trời, nó ổn lắm anh em. Thật ra chứ, amen. Nó ổn lắm. Ta đi tiếp. Câu 10, chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm năm sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều anh em có đọc Kinh Thánh không vậy? Đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Anh em thấy không? Anh em đừng, cha đã ban vui lòng ban nước của Ngài, vương quốc của Ngài cho tôi và anh em, nhưng mà tôi chịu bao nhiêu năm trời đây rồi mà chúng ta không hưởng được, tức không anh em? Trong khi đó người khác hưởng được, tôi và anh em không hưởng được, tức không? Buồn lắm, buồn lắm. Chức vụ người này có kết quả, chức vụ người ta, chức vụ của chúng ta thì không có kết quả. Chúng ta thì nói hay hơn người khác, người khác thì không nói hay bằng, mà họ có kết quả, amen. Còn chúng ta nói hay hơn mà chúng ta chẳng có kết quả gì cả. Buồn lắm anh em. Nếu một người nói hay mà không có kết quả thì người đó cần phải được giải cứu ra khỏi linh của Pharisee và linh tôn giáo, amen. Những người Pharisee họ nói hay lắm. Những người thuộc về tôn giáo Do Thái họ nói hay lắm. Câu thánh thứ nhì, câu thứ nhất đoạn 15 câu 50. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Thịt và máu nói lên điều gì anh em? Nói về xác thịt phải không ạ? Amen. Nói lên xác thịt, nói lên nhục dục của chúng ta. Người đi với Chúa mà không xử lý cái xác thịt của mình, không đóng đinh xác thịt của mình, tư dục của mình, dâm dục của mình, thèm ăn, mê uống, thích ngủ nghỉ, lười biếng, biếng nhác. Nếu không xử lý điều đó thì Kinh Thánh nói rằng tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được. Người đó không hưởng được. Không hưởng được anh em. Ủ lắm. Hallelujah. Phi-rơ là một người trước đó, ông không hưởng được, nhưng sau khi ông ăn năn và ông đã hưởng được vương quốc của Đức Chúa Cha. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Nhiều con người anh em họ đã ăn năn và hưởng được vương quốc của Đức Chúa Cha.
Galati đoạn 5 câu 19-21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là dâm dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gánh gỗ, say xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người tin rằng những câu thánh ta đọc là lời của Đức Chúa Trời nè, lời của đấng sở hữu vương quốc sang lan. Bao nhiêu người tin vào thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời nè? Anh em, tôi tin. Và tôi không muốn tôi làm cười giao rẳng lời của Chúa mà tôi không hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu tôi đi với Chúa mà không hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời thì tôi hưởng vương quốc còn lại thôi, đúng không ạ? Đó là vương quốc quyền của sự tầm tối đã từng giết chết cuộc đời của tôi và anh em, phải không? Anh em đừng đi với Chúa mà không vui hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi ban trưa, mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối, cho tôi nghe chứ, amen. Đến mức độ chúng ta cầu nguyện ta cũng có vui mừng, chúng ta kiêng ăn ta cũng vui mừng, chúng ta đá bóng mà ta cũng vui mừng, amen. Dù người ta đá, người ta đẩy mình ngã nữa, mình cũng cười, hallelujah, amen. Chứ không phải là mình bay tới mình cắm chỗ vào người họ, đó là không xong rồi, đó là vương quốc tâm tối rồi. Anh em hiểu tôi nói không vậy? Anh em có hiểu điều tôi nói không vậy? Và episode đoạn 5 câu số 5: vì anh em phải biết rõ rằng kẻ dâng dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Không có hưởng cái cơ nghiệp này đâu, amen. Mất phần anh em. Giống như tôi dùng một câu chuyện là có hồ sơ đầy đủ rồi, chỉ cần phỏng vấn là đậu, amen. Nên phỏng vấn trượt, có phải không? Có phải không? Hoặc là hồ sơ của chúng ta là có từng sử dụng ma túy, phải không? Có phải không ạ? Hồ sơ chúng ta có bệnh lão phổi, bệnh truyền nhiễm, thí dụ như vậy, thì bảo đảm 100% là rớt. Anh em, nếu ta nói mình thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn tiếp tục lối sống phạm tội, anh em, chúng ta mất hết. Một bài hát mà cô xin võ là cái người mà Chúa dùng tôi để đem tin lành cứu rỗi đến cho cả gia đình của cô. Cô chưa từng học nhạc, cô chưa từng học về thanh nhạc, cô không biết đồ re mi fa sol la si do gì đâu. Nhưng mà cô đã viết được bài hát Có Ngài Là Có Thiên Đàng. Anh em thấy không? Một người chưa từng học cái gì cả, bởi vì người này đã quyết định bước ra khỏi tội lỗi và sống để hưởng được vương quốc của nước Đức Chúa Trời, amen. Hallelujah. Và chúng ta nhìn thấy Roma đoạn 14 câu 17. Roma đoạn 14 câu 17: vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống. Phát ngay đây, những anh em mà cứ tập trung vào ăn uống, ưu tiên số 1, hãy nghe câu kinh thánh này: vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống. Nếu nước Đức Chúa Trời mà tại sự ăn uống thì giống như đời này có phải không à? Đời này người ta cũng tham ăn mê uống vậy. Còn cái Chúa ngày hôm nay nói kiêng ăn cầu nguyện thì hội thánh vắng tanh nè. Nhưng mà đi ăn cưới không ai thiếu hết trơn. Còn cái Chúa nói kiêng ăn cầu nguyện, họ né, rồi nói dối, tôi bận phải không ạ? Có bận gì đâu. Nhưng mà đi đám cưới chẳng ai nói bận cả. Amen. Đi ăn đám cưới còn đem theo cái mô nữa, để đem đồ về nhà ăn. Chúng ta thấy không? Là một công dân của vương quốc nước trời, hãy coi chuyện ăn uống là chuyện nhỏ. Hãy coi cái chuyện ăn uống là cái chuyện không cần thiết. Có cũng được, không có cũng được, không sao. Amen. Amen. Đừng đặt cái vấn đề ăn uống lên hàng đầu. Roma đoạn 14 câu 17: nước thiên đàng không tại cái chỗ ăn uống. Chúng ta thấy đời này không? Mới vô ăn uống vui lắm, còn vô, amen. Amen. Chút xíu là ra gì? Ra đòn. Ra gì nữa? Ra giận dữ, phải không? Có phải không? Ra gì nữa? Ra chiêu. Hả? Bắt đầu say say ngày ngày ra chiêu, ăn cắp xe này, ăn cắp xe kia, phải không? Có phải không ạ? Nói dối vợ, nói dối chồng, phải không? Đó. Vương quốc Đức Chúa Trời không tại ăn uống, mà tại gì nè em?
tại công chính, công bình này là chữ công chính, tại nếp sống, đời sống công chính, ngay thẳng, không phạm tội với Chúa Trời nữa. Amen. Một con người hưởng sự bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Anh em, tôi thấy có nhiều người chưa bao giờ có nụ cười trên gương mặt. Bây giờ anh em cười nhau coi nè. Anh em, cái gì nhìn nhau mà kiểu như bặm môi trợn mắt. Một con người sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời là một con người có bình an, có vui vẻ và có đời sống công chính. Cho tôi nghe chưa? Amen. Hallelujah. Và điều cuối cùng tôi muốn nói, điều thứ ba, bao nhiêu người muốn Chúa cho thêm chúng ta, cho thêm sự sức giàu, cho thêm ân tứ, cho thêm sự khôn ngoan, cho thêm sự diện vĩ đại của Ngài, cho thêm mọi ơn phước cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Amen. Lời dạy dỗ của Chúa là gì? Matthew đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Anh em, ngày hôm nay nhân trước hết phải tìm gì? Tìm kiếm người mua chả cá. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm giá mũ cao lên. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm những con dế nó rớt xuống đất. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì anh hả? Tìm kiếm những áo quần cũ, những đồ ăn bỏ đến đầu giường. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì được? Tìm kiếm sự hung hăng hay là sự mềm mại? Yes sir. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm mít. Hả? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm cái gì Tuấn Anh? Tìm kiếm điện thoại để biết Real Madrid thắng cái gì cũng là Real Madrid, quên rồi. À, Atletico Madrid. À, cái gì cũng rít rít mà thích. Anh em, Kinh Thánh, lời của Chúa Giêsu dạy có thẩm quyền. Và tôi kinh nghiệm được câu Kinh Thánh này. Đó là nhưng trước hết có là gì? Ưu tiên hàng đầu. Cho tôi nghe chữ amen. Khi tôi nói là nhưng trước hết, các con hãy nói là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trước hết. Nhưng trước hết. Nhưng trước hết. Cậu tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy nước cha được đến nó quan trọng lắm. Amen. Amen. Nếu ngày hôm nay không có đồ ăn mà có nước cha, thì sau đó chúng ta thấy sự tiếp trợ sẽ đến. Một mục sư được gọi là cha đẻ anh hùng của đức tin, đó là mục sư Mueller. Ông cưu mang cho trại cô nhi viện. Và biết ngày hôm đó là ngày mùa đông lạnh lẽo, và hàng trăm em thiếu nhi không còn thức ăn nữa, trong kho không còn một chút nào thức ăn gì cả. Các em ngơ ngác nhìn ông, và ông nhớ đến cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy này. Trong đó có gì? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Và ông tập hợp hết hàng trăm những thiếu nhi một cô cha mẹ, và ông nói hãy cầu nguyện với mục sư vì Chúa Giêsu dạy như thế này. Chúa Giêsu dạy rằng xin cho chúng con hôm nay, chứ không phải là ngày mai em, hôm nay. Hallelujah. Hôm nay. Nếu các con áp dụng điều này đi, hôm nay, thì những anh em ở nhà ăn nấu ăn rất ngon để cho các con ăn. Nhưng các con cứ ngang nhiên mà nghĩ gì, ồ, cần gì phải cầu nguyện, mấy người anh em phải nấu cho mình ăn chứ. Anh em còn lâu chúng ta mới có thức ăn ngon để ăn đó. Và khi tôi tới của Chúa đã cầu nguyện, các em thiếu nhi một cô cha mẹ ngơ ngác. Ủa, mình bây giờ mình cần thức ăn mà tại sao mục sư của mình cầu nguyện là áp dụng bài cầu nguyện Chúa Giêsu dài. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Ông vừa cầu nguyện xong, nhân danh Chúa Giêsu, amen. Phía trước cửa nghe tiếng xe, càng xe đó. Ông mở ra, chạy ra, nguyên một chiếc xe container
chở thức ăn đến cho trại cô nhi viện. Nè, chúng ta tin Chúa Giêsu thành tín không? Lời Chúa là thành tín và chân thật. Không bao giờ Chúa nói dối. Chúa không phải là Tuấn Anh. Amen. Đúng không? Chúa không phải là Thầy Hưng. Ví dụ như là sáng nay 8 giờ 15 mình vô Thầy Hưng đi trễ. Thầy Hưng không phải là Chúa. Lời của Chúa là lời thanh tín và chân thật. Amen. Thầy tôi nói chứ amen. Anh em, chỉ có Chúa mới là thanh tín và chân thật. Ngài không bao giờ nói dối tôi. Chưa từng Ngài nói dối tôi một điều gì anh em. Chưa từng Ngài nói dối tôi một điều gì cả. Tôi trải nghiệm được sự thanh tín của Chúa. Thế thì anh em, con cái Chúa ngày hôm nay ai cũng muốn cho thêm, ai cũng muốn nhận thấy thêm phước hạnh, thêm năng lực, thêm tình yêu, thêm chính Chúa, thêm tiền bạc, thêm nhiều lắm. Nhưng họ bỏ qua nguyên tắc, và đây là câu thánh. Không có câu số 2 này. Đây là câu độc nhất. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đây là câu thánh trong Bạch Văn. Đừng lo lắng, đúng không ạ? Mà thơ đoạn 6, Chúa nói hãy nhìn trên trời kìa, không có gieo có gặt, mà Cha các ngươi trên trời vẫn còn nuôi nó thôi. Amen. Amen. Hãy nhìn vào hoa huệ kìa, không có máy dệt, phải không? Nhưng vua Salomon giàu có sang trọng, giàu có cỡ nào, vua Salomon cũng có cái áo đẹp như màu hoa huệ, phải không ạ? Vậy các ngươi đừng nói hôm nay ăn gì, mặc gì, uống gì. Đây là điều mà dân ngoại vẫn thương tiếc, phải không ạ? Ngày hết Tết đến, Tết này ăn gì, uống gì, mặc gì, các bạn không ạ? Mình lớn rồi, nhưng mình cũng đi, năm nay phải có cái áo mới. Năm nay phải có đôi giáp hiệu. Năm nay phải có cái này, có kia, không cần thiết cái này. Anh em sao tôi mặc áo sơ mi này? 5 năm rồi đây. Năm năm rồi, tôi vẫn không chán chiếc áo sơ mi này. Đừng sống tập trung quá việc ăn gì, mặc gì, phải không ạ? Nhưng ưu tiên hàng đầu bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là tìm kiếm nước của Đức Chúa Cha và sự công chính của Ngài. Amen. Thì Chúa giữ lời hứa, Ngài sẽ cho thêm hải mọi điều ấy nữa. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Ngài sẽ cho thêm đạt mọi điều ấy nữa. Ngài sẽ cho thêm tiếng, Ngài sẽ cho thêm amen, Ngài sẽ cho thêm hải dễ thương mọi điều ấy nữa. Và tôi đã nói với em, Chúa đã rồi, điều gì tai chưa nghe, mắt chưa để ý đến, thì Chúa đã sẵn sẵn cho chúng ta rồi. Những người yêu mấy Ngài là những người tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy anh em, sáng nay chúng ta học bài số 3, nước Cha được đến. Chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ, nước Cha đã thật sự đến với cuộc đời chúng ta chưa? Nước Cha đã đến chưa? Chúa hứa, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện ấy nè. Chúng ta biết nước Cha là một vương quốc sáng láng, vinh hiển, yêu thương. Một vương quốc đầy quyền năng, ấy nè. Vương quốc không có sự khóc lóc, không có nghiến răng, không có đau khổ, có bất hạnh ở đó. Chúng muốn ta tận hưởng những điều lạ lùng trong vương quốc đó, ấy nè. Thế thì chúng ta có thử, vương quốc của nước Cha đã đến chưa? Hay chúng ta chỉ là một người theo tôn giáo? Nếu ta người theo tôn giáo, hãy tin Chúa Giêsu trở lại đi anh em. Đừng đi theo Chúa Giêsu, đừng nói mình là người tin Chúa Giêsu. Gia đình mình biết, nhưng mà gia đình mình vẫn còn thất vọng với chúng ta. Đừng, đừng anh em. Tôi xin gọi mời anh em đừng. Nhưng hãy chứng minh cho họ biết rằng ngày hôm nay, trước đây con là vậy, bởi vì con chưa có vương quốc của nước Chúa Cha. Con chỉ là người nói suông, nhưng con chưa có năng lực, con không có vương quốc của nước Chúa Trời trong cuộc đời của con. Điều thứ hai, đó là nước Chúa Trời sẽ đến khi nào? Đó là đến khi chúng ta được tái sanh. Amen. Amen. Đừng ở trong phòng nhóm thì hát nhạc thánh, ra bên ngoài hát nhạc đời. Đừng ở trong phòng nhóm thì nói ta yêu Chúa, mà ra bên ngoài ta yêu thế gian.
đừng ở trong trung tâm này, thì chúng ta nói là ô Chúa là trên hết mọi điều, sẽ không bao giờ để mất Ngài. Nhưng khi chúng ta chỉ cần ra Tân Khai và lên Bình Long thôi. Chúa ơi, con muốn đổi Chúa để con lấy tất cả những điều gì cái shopping ở Bình Long này bán em ấy. Con muốn đổi Chúa Giêsu để con lấy cái tủ thuốc lá này cho cuộc đời của con. Con muốn đổi Chúa Giêsu để con lấy tiền bạc cho con. Con muốn đổi Chúa Giêsu để con lấy tình ái cho con. Anh em, chúng ta không thể như vậy được. Quyền chọn lựa cũng bắt đầu từ anh em. Nhưng tôi là một người rao giảng, tôi là người mà Chúa cho ân huệ của Chúa cho tôi hưởng được vương quốc của Ngài em ấy. Và anh em cũng biết đó mà phải không? Anh em biết điều tôi nói là đúng phải không? Anh em thấy vương quốc của Chúa ở trong tôi phải không? Anh em thấy tôi kinh nghiệm được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời phải không? Xin đừng cứng lòng nữa. Xin đừng đóng chặt cửa lòng của mình với lời của Chúa hôm nay nữa. Vì lời của Chúa có thẩm quyền. Amen. Chúng ta đừng nói xuống nữa. Đừng nói Chúa mà chúng ta không kinh nghiệm vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa nói ngày đến sẽ có những kẻ nói với ta rằng: Lạy Chúa, con đã từng nhận Chúa đuổi quỷ. Lạy Chúa, con từng nói tiên tri. Con đã từng làm phép lạ. Chúa nói gì? Ta không biết ngươi. Và Chúa nói gì? Chỉ có những kẻ nào làm theo ý muốn của Cha thì người đó mới được bước vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Anh em có biết rằng một trong những ý muốn của Đức Chúa Cha hôm nay đó là sự ăn năn không? Sự tái sanh không? Để chúng ta được hưởng, để thấy vương quốc và được bước vào vương quốc này nè. Đừng đứng ở bên ngoài mơ mộng như nhiều người mơ mộng đi Mỹ, ba mẹ đi Mỹ rồi bảo lãnh con nha, hoặc em đi Mỹ rồi em bảo lãnh anh mọi cái được, và thực sự ở quá đó gửi hồ sơ về em ấy và đi ra phỏng vấn rất thật đau đớn, thật đau đớn. Anh em đừng phạm tội nữa với Chúa em ấy. Amen. Được quyết định anh em, quyết định. Cám dỗ là cám dỗ, nhưng sự lựa chọn của chúng ta đó là phạm tội hay không bắt đầu từ tấm lòng của chúng ta. Hallelujah. Cho giờ này tôi kêu gọi chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và bước vào trong chỗ của sự cầu nguyện. Chúng ta xem lại mình đã được tái sanh chưa? Chúng ta xem lại mình có phải là cái người chỉ nói mà không làm không? Mình nói nhiều mà mình không làm bao nhiêu, mình không có năng lực, mình có quyền năng gì cả. Mình chỉ nói lời văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống. Rồi điều thứ ba đó là mình còn phạm tội không? Anh em ngày nào chúng ta còn phạm tội, chúng ta quyết định phạm tội ngày đó chúng ta đánh mất nước vương quốc của nước Chúa Cha anh em. Ngày nào ta vẫn còn tiếp tục phạm tội, hay là giây phút nào chúng ta quyết định phạm tội, đó cũng chính là giây phút chúng ta không còn hưởng được, chúng ta không còn vui hưởng được, chúng ta không còn thấy được vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta không còn được sống trong vương quốc của sự sáng lang. Chúng ta bắt đầu tăm tối rồi. Chúng ta không còn sống trong vương quốc của sự vinh hiển. Chúng ta sống xa lìa Chúa. Cho nên em yêu dấu của tôi, hãy trải lòng của mình với Chúa ngay giây phút này. Hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy tôn trọng lời của Chúa Giêsu dạy và áp dụng điều này vào đời sống của chúng ta mỗi ngày các con. Đừng quên. Phi-rơ đã kinh nghiệm được nước của Đức Chúa Cha. Dù ông có những điều yếu đuối nhưng ông đã quyết định ăn năn. Và Đức Thánh Linh không bao giờ thôi hành động khi Ngài nhìn thấy lòng người bắt đầu ăn năn. Chúa nói với tôi, có những anh em chúng ta đã kinh nghiệm được vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó như điều tôi đã giảng dạy, đó là chúng ta quyết định phạm tội. Và không cách nào Chúa đã dời chúng ta từ sự tối tăm sang vương quốc sáng láng. Chúa đã dời rồi. Nhưng mà chúng ta trở lui và chúng ta muốn trở lại với quyền lực của sự tối tăm. Anh em đừng sống lẫn lộn nữa. Đừng vừa tối tăm vừa sáng láng. Vì như lời của Chúa có phán rằng: Đấng Rít và Bê-li-am nào có hòa hiệp chi? Hay sự sáng có phần gì với sự tối tăm? Không. Và Kinh Thánh, lời Đức Thánh Linh cũng đã phán vào Thánh Laodice, một trong bảy hội thánh bên coi tiểu á: ước gì ngươi nóng hoặc lạnh thì hay,
Nhưng nếu ngươi hâm hẩm, ta sẽ mở ngươi ra. Anh em, một là nóng, hai là lành hẳn đi. Đừng hâm hâm, đừng đi với Chúa mà kiểu nửa vời nữa các bạn. Tôi thành thật kêu gọi mỗi một chúng ta hãy xin lỗi Chúa khi bị cáo trách qua lời của Ngài hôm nay. Xin đừng giấu Chúa. Xin đừng chống lại thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời hôm nay. Đừng nói mình theo đạo Tin Lành nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm vương quốc của Đức Chúa Cha, vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Đừng nói mình là người đi theo Chúa Giê-xu mà chúng ta vẫn ở ngoài vương quốc bởi vì chúng ta chưa được tái sinh. Chúng ta không thấy được vương quốc bởi vì chúng ta chưa được tái sinh, chúng ta chưa được sinh lại. Và có phải chăng chúng ta nói nhiều quá rồi, chúng ta nói hay lắm, nhưng mà chúng ta làm không bao nhiêu, nói suông không à? Đức Thánh Đàng không phải bởi lời nói nhưng bởi quyền năng, bởi năng lực làm việc của tôi và anh em. Và chúng ta còn phạm tội không? Khi điện thoại hay là laptop chúng ta bắt đầu bị virus thì chúng ta bắt đầu kết nối internet trục trặc rồi. Chúng ta không kết nối được, chúng ta bị đá ra. Cho đến khi nào chúng ta delete, chúng ta xử lý con virus đó, thì virus đó là hình ảnh tội lỗi. Khi nào chúng ta vẫn còn sống cho nhục dục, dân dâm, ngoại tình, ô uế, luôn tuồng thờ cúng hình tượng, tà thuật, ghen ghét, đố kỵ, cay đắng, hận thù, ghen ghét, và làm những điều giống như vậy, thì sứ đồ Phaolô đã nói rất quả quyết, không bao giờ hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta đi với Chúa mà không hưởng được nước Chúa Trời, nó ổn lắm anh em. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cho nên hãy cầu nguyện để cuộc đời chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay tôn trọng lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy. Bởi vì Chúa không muốn ta khổ giống như dân Do Thái nữa. Chúa không muốn bầu trời trên đầu chúng ta như đồng nữa. Chúa không muốn đất dưới bàn chân của chúng ta như sắt nữa. Nhưng mà Chúa muốn cửa trời mở ra, vương quốc của Đức Chúa Trời được mở ra. Hallelujah. Để chúng ta bày tỏ chính Ngài qua cuộc đời của chính mình. Hỡi các con, hãy trải lòng của mình với Chúa ngay giờ này. Nãy giờ này, anh em nào chúng ta được cao trách, được nhắc nhở, được Chúa bày tỏ tình yêu qua sự nhắc nhở, qua sự cao trách. Cao trách là một trong những điều mà cho thấy rằng Đức Chúa Cha vẫn còn yêu chúng ta. Bởi vì Ngài không muốn chúng ta chết mất, Ngài không muốn chúng ta sống trong sự rủa xả, sống trong một lãnh vực tôn giáo. Ngài không muốn ta sống mà không vui hưởng nước của Đức Chúa Trời. Là vương quốc có thật anh em, là vương quốc nhiệm màu, là vương quốc đầy sự hiện diện vinh hiển, oai nghi, sáng láng, lạ lùng của Đức Chúa Cha. Hallelujah. Hallelujah. Có anh em nào không? Đây là thời giờ tự do cầu nguyện. Chúng ta hãy lớn tiếng và cầu nguyện cho chính mình. Trước nhất cầu nguyện cho chính mình, xin nước Cha được đến với chính mình. Sau đó cầu nguyện cho anh em của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được ngày trời trên đất này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.